Khiếp quá, một lúc ăn hết 1 cân sầu riêng. Cái này thì nào thì tích nhiều tiền để vào miền Nam sống thì ăn sầu riêng nó mới đã. Cái này phải trồng cho vợ mấy cây sầu riêng. Nhưng mà ở đây không trồng được, mình gửi trồng ở trong miền Nam xong bảo nó gửi ra cho mình thôi, có quả gửi ra. Thế thằng nào mà không ăn cơm thì ra là để bụng ăn cái này. Cơm sầu bằng gì? Ừ? Cơm sầu bằng gì? Cơm sầu. Ngon thế này phải mai ăn. Mai cũng ăn. Cái này có khác gì đâu mà Hỏi ba. Nếu mẹ với con đã ăn cái này có khác gì đâu. Chết ung ủng. Ba nói gì xuyên tạc?